Hello 500 anh chị em, hôm nay mình chia sẻ một chút về view đề xuất. Bạn Đặng Tiến Đạt có đặt một câu hỏi là làm sao để tìm được key đề xuất. Thì bạn này có xem lại cái luồng trực tiếp giữa mình và Lãng Tử Phiêu Bạt cách đây mấy tháng. Và trong đó thì Lãng Tử Phiêu Bạt có chia sẻ với anh chị em mình là mình cố gắng nghiên cứu các kênh đối thủ để mình tìm kiếm những cái clip nào được đề xuất của họ. Xong rồi mình trong giai đoạn đầu phát triển kênh thì mình có thể bắt chước theo để làm, từ tiêu đề cho đến hình đại diện cho đến nội dung của người ta. Cái luồng trực tiếp này thì mình sẽ để link ở đây để anh chị em có thể tham khảo lại nếu chưa xem. Về cái tìm kiếm view đề xuất này, cách đây vài hôm có một cái chia sẻ của một bạn cũng được theo dõi và bàn luận rất là nhiệt tình của anh em chúng ta, 58 comment. Bạn này muốn bỏ cái công việc hiện tại là 15 triệu một tháng để đi làm YouTube toàn thời gian. Thì các ý kiến anh chị em cùng chia sẻ nó cũng rất là trái ngược nhau. Anh chị em có thể vào xem lại, bạn có lấy một vài ví dụ kênh lớn của đối thủ mà bạn muốn học hỏi, thì mình sẽ lấy cái kênh này làm ví dụ. Chủ đề mà bạn muốn theo đuổi là chủ đề chuột hamster này, thì bước 1 của chúng ta là chúng ta cài cái app gọi là VidIQ. Đây là một cái app hoàn toàn miễn phí và nó cào dữ liệu của tất cả các kênh ở trên YouTube. Thì vào một kênh bất kỳ này, sau khi các bạn cài VidIQ thì các bạn để ý góc trên bên phải này, nó có cái chữ trending này, click vào đây là ngay lập tức trong vòng một nốt nhạc thôi nó sẽ hiện ra các cái clip mà tốc độ view cao nhất hiện tại ở trên kênh. Nhớ nhá, không phải là những cái clip nhiều view nhất mà là tốc độ view cao nhất hiện tại. VPH là view per hour, tức là số view mỗi giờ. Trước đây thì chúng ta hay tìm kiếm theo cái cách là tìm theo những clip nhiều view nhất vào trong cái tab video này, xong sau đó mình sắp xếp theo most popular, nhiều view nhất, mà mình có thể thấy ngay. Nhưng mà ngoài số lượng view ra, chúng ta còn phải để ý đến tốc độ hiện tại. Tốc độ hiện tại là thể hiện là nó có đang được đề xuất hay không. Những cái clip này ví dụ nó có thể có nhiều view nhưng người ta làm từ 10 năm về trước thì rất có thể nó không còn được đề xuất nữa, mà mình theo đuổi những cái trend đấy nó sẽ không đi đến đâu cả. Rồi sau khi có cái những cái clip mà đang tốc độ view nhiều nhất như thế này thì chúng ta sẽ nhìn xem có những cái gì, mô thức nào lặp lại trên các cái clip này. Chẳng hạn như ở đây mình có thể thấy là clip đầu tiên này nó là Hamster Escapes này. Clip này cũng là Hamster Escapes này. Hamster Escapes này thì rất có thể là cái mô thức lặp lại đề xuất ở đây là Hamster Escapes. Như tiếng Việt anh em mình vẫn gọi là Hamster Vượt Trap đấy. Thì tương tự như thế, chúng ta có thể bắt chước những cái mô thức lặp lại của hình đại diện của họ. Rồi chúng ta có thể xem lần lượt từng clip của mọi mình xem kỹ cái cách người ta mở đầu clip như nào, diễn biến như thế nào, kết thúc như thế nào, và mình tìm những cái mô thức chung để mình lặp lại trong video của mình. Ok chưa? Tuy nhiên, như mình đã chia sẻ trong một cái bài viết gần đây ở trong nhóm của chúng ta, là cái bài viết mà kênh mới làm sao để có view ấy, thì cái việc tìm được cái mô thức giống nhau đề xuất như thế này chỉ là một bước rất nhỏ trong cái những cái yếu tố thành công của kênh. Các bạn biết cái từ khóa đề xuất như thế này rồi, làm không đảm bảo chắc chắn rằng cái video bạn làm sẽ được đề xuất. Muốn được đề xuất thì các bạn cần có 3 yếu tố nữa, là thứ số 3 là trend, số 2 là kỹ năng kể chuyện, số 1 là kỹ năng lõi. Thì anh chị em có thể tìm đọc cái bài viết này để tìm hiểu thêm. Mình cũng sẽ để link của bài viết này ở trong phần mô tả của video. Chúc anh chị em thành công và hẹn gặp lại trong video lần sau.